Dì ghẻ ác độc. Ngày xưa, có một cô gái trẻ xinh đẹp, nhưng mẹ mất sớm. Cô phải ở với dì ghẻ và làm lụng vất vả suốt ngày. Ta khát nước quá, có thể cho ta xin một chút nước uống được không? Dạ vâng ạ, bà đợi cháu một lát, cháu sẽ lấy nước cho bà. Nước của bà đây ạ. Bà có đói không? Cháu vừa làm bánh xong, bánh còn nóng hổi. Bà ăn một chút bánh cho ấm bụng nhé. Ôi cô gái tốt bụng, vậy thì hãy cho ta xin một lát bánh nha. Cô gái rất hiền lành và tốt bụng, nhưng bà dì ghẻ và cô con gái của bà ta thì vô cùng độc ác. Mẹ con bà ta luôn kiếm cớ để hành hạ cô gái. Thân ngươi còn chưa lo được mà còn đi lo cho người khác à? Đây là 5 kg lông vũ, hãy đem tước hết tơ lông ra cho sạch sẽ. Nếu tối nay làm không xong thì một trận đòn sẽ chờ ngươi đấy. Trời ơi, làm sao có thể tước hết 5 kg lông vũ trong một đêm được cơ chứ? Phen này chắc là lại bị đòn nữa rồi. Đừng lo cô gái, ta sẽ giúp con. Đêm nay con cứ đi ngủ đi, sáng mai chỗ lông này sẽ được tước hết, hãy tin ta. Bà sẽ giúp cho cháu ư? Bằng cách nào ạ? Ta không thể nói dối con được, cứ để ta giúp con. Trời ơi, đúng là chỗ lông vũ đã được tước sạch rồi nè. Vậy là bà cụ ấy hẳn là một bà tiên rồi. Hả? Trời ơi, đã hoàn thành rồi sao? Mẹ, cô ta đã làm thế nào mà nhanh như thế? Làm xong rồi thì ta giao cho việc khác. Từ giờ tới sáng ngày mai, ngươi phải tát cạn chiếc ao trước cửa nhà cho ta. Thưa gì, ao rộng và đầy ắp nước như thế, làm sao một mình con có thể... Nếu không thể làm được thì đừng có trách ta ác. Làm sao ta có thể tát cạn cái ao này trong đêm nay được chứ? Đừng lo, ta sẽ giúp cho con, cô gái tốt bụng ạ. Bà là bà tiên hôm trước đây mà, con cảm ơn bà ạ. Ôi, quả thật là bà lão đã nói đúng, không còn một giọt nước nào. Tại sao nó có thể tát cạn cái ao trong một ngày đêm được chứ? Thế này thì ta cần phải giao việc gì đó khó hơn mới được. Đừng có vội đắc ý, ta có việc này giao cho ngươi đây. Từ giờ tới ngày mai, hãy xây cho ta một tòa lâu đài. Nếu sáng mai thức giấc, ta không thấy nơi đây một lâu đài nguy nga lộng lẫy, thì hình phạt dành cho ngươi sẽ vô cùng đau đớn, nghe rõ chưa? Thưa gì, con không thể nào làm được việc đó đâu ạ. Không làm thì ta sẽ nhốt ngươi vào hầm và cho nhịn đói tới khi chết thì thôi. Đừng lo, ta tới giúp con rồi đây. Bà tiên ơi, sao bà tốt với con thế ạ? Con là một cô gái nhân hậu, hiền lành và rất tốt bụng, nhưng hoàn cảnh lại đáng thương, ta không thể để mặc con phải chịu thiệt thòi được. Ôi, một tòa lâu đài thật tráng lệ, đẹp quá. Tốt, ngươi làm tốt lắm. Vậy là từ đó, mẹ con mụ dì ghẻ được sống sung sướng trong tòa lâu đài lộng lẫy. Còn cô gái thì vẫn làm đủ việc để hầu hạ hai mẹ con. Ôi, khổ thân dê con, chỉ vì bận việc nhà mà ta không để ý, để em bị ngã đau chân như thế này. Một hôm, có một chàng hoàng tử đi ngang qua tòa lâu đài của cô gái. Chàng ngẩn ngơ khi nhìn thấy vẻ xinh đẹp, dịu dàng của cô gái thì đem lòng yêu mến. Chàng đã bước tới và làm quen với cô gái. Ít lâu sau, hoàng tử cầu hôn cô. Cô gái gật đầu đồng ý làm vợ của chàng. Giờ thì ta phải về cung điện để xin phép vua gia tổ chức lễ cưới cho chúng ta. Nàng hãy chờ ta quay trở lại đón nàng về cung nha. Vâng, thiếp sẽ đợi chàng. Thiếp vừa hôn lên má trái của chàng. Chàng hãy luôn giữ nụ hôn này nhé. Đừng cho ai hôn lên má phải của chàng. Nếu không, chàng sẽ quên thiếp ngay lập tức đấy. Ta nhớ rồi, nàng hãy đợi ta. Q
Chuyện cô gái gặp hoàng tử và được chàng cầu hôn không qua khỏi mắt hai mẹ con mụ dì ghẻ. Mụ dì ghẻ tức điên khi biết cô gái sắp được trở thành vợ của hoàng tử, trong khi lẽ ra vị trí đó phải thuộc về con gái của mụ ta. Trên đường trở về cung điện, hoàng tử đã dừng chân bên một con suối. Thấy hơi mệt nên chàng nằm trên bãi cỏ mà ngủ một giấc. Chàng không hề biết trong suốt quãng đường đi của mình có một người đã lén đi theo sau. Đừng cho ai hôn lên má phải của chàng, nếu không chàng sẽ quên thiếp ngay lập tức đấy. Nàng à, nàng là ai? Ta nhớ là ta đang trên đường về cung điện để xin vua gia cưới vợ. Ta không nhớ người con gái đó là ai. Chính là thiếp đây nè, chàng hãy mang thiếp về cung điện cùng chàng. Thật thế à? Xin lỗi nàng vì ta đã quên mất, vậy chúng ta cùng đi. Vậy là cả cung điện náo nhiệt để chuẩn bị cho đám cưới của hoàng tử và con gái của mụ dì ghẻ. Khi vừa nghe tin, mụ dì ghẻ cũng ngay lập tức tới cung điện để chuẩn bị dự đám cưới của con gái với hoàng tử. Vậy là chàng đã quên ta thật rồi. Ta phải làm sao để chàng lại nhớ tới ta đây? Cô gái tốt bụng, cháu đừng lo, hãy tới hoàng cung và xuất hiện trong lễ cưới của hoàng tử, hôn lên má trái của chàng một lần nữa, chàng ta sẽ nhận ra cháu mà thôi. Nhưng cháu chỉ sợ chàng vẫn không nhận ra mình thì cháu sẽ bị nhà vua xử tội vì làm đảo lộn đám cưới của hoàng tử. Hãy dũng cảm lên cô gái, hạnh phúc đôi khi không tự nhiên đến, phải đấu tranh và giành lấy cháu ạ. Dạ vâng, cháu cảm ơn bà, cháu sẽ giành lại được tình yêu của mình. Khoan đã, cháu định mặc như thế này sao? Nhưng cháu không có bộ quần áo nào đẹp hơn nữa hả? Để ta. Sao nó có thể tới đây được? Hãy ngăn nó lại mau lên. Ai cho ngươi vào đây? Hãy cút khỏi đây ngay. Cô có sao không? Tôi trông cô rất quen, không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi. Trời ơi, ta nhớ ra rồi, đây mới là vợ chưa cưới của ta, nàng mới là cô dâu đích thực. Ngay khi nhớ ra mình bị lừa dối, hoàng tử đã ra lệnh bắt hai mẹ con mụ dì ghẻ nhốt vào ngục tối. Nhờ có tình yêu mãnh liệt và lòng quyết tâm, cô gái đã lấy lại được trí nhớ cho hoàng tử. Và từ đó họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Viên xương khớp Serbi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Serbi nhập khẩu bởi Sâm Phạc Ma. Chàng thợ may và hoàng tử xứ Seru. Ngày xưa, tại xứ sở Alexandria, có chàng thợ may Labakan giỏi giang, lành nghề làm việc trong một tiệm may có tiếng nhất xứ. Có thể nói, Labakan là một nghệ sĩ trong việc may vá. Nhưng đây cũng là chàng thợ may vô cùng mơ mộng. Phật tử Labakan giá đâu? Labakan ơi là Labakan, ông lại đang mơ làm hoàng tử đấy hả? Tỉnh lại đi, hết giờ làm rồi đấy. Về nhà thôi anh thợ may ơi. Có ai dám giữ ước mơ đâu mà không mơ chứ. Thôi, hãy dẹp bỏ những mơ mộng hão huyền của cậu đi. Nè, tôi giao trọng trách lớn cho cậu đây. Đây là chiếc áo khoác đắt giá của hoàng thân Selim. Ôi, hoàng thân Selim ở cung đình sao ạ? Cậu có một đêm để sửa phần thêu và khóa áo để tôi tìm trao trả vào ngày mai. Dạ, tôi sẽ làm ngay đây. Đẹp quá. Lần đầu tiên trong đời mình được tự tay cầm vào chiếc áo hoàng gia. Tuyệt vời. Mặc bộ đồ này lên người thì không có ai dám phủ nhận ta mang thân phận hoàng gia. Nếu cứ ở đây thì ta sẽ mãi là anh thợ may mà thôi. Chi bằng
ta lấy cắp chiếc áo này đi chu du. Qua khỏi sạc núi kia là đến vương quốc khác rồi. Dạ, cái cảm giác được dân tình cử hành nghi lễ đón tiếp người hoàng gia sẽ long trọng thế nào chứ. Đã đến lúc mặc chiếc áo rồi. Xin chào người anh em. Có vẻ như anh cũng đang đi về xứ Seju bên kia rặng núi. Làm bạn đồng hành với tôi nhé. Cậu là... Tôi là Oma, con của cố tổng trấn Elphi ở xứ Mây. Cách đây mấy trăm dặm, tôi đến kinh thành xứ Seju theo lời dặn của cha trước khi quá cố. Anh chàng này hẳn dòng dõi quyền quý, ăn mặc sang trọng, tướng tá thế này, kết bạn hẳn không thiệt. Rất vui nếu được đồng hành. Tôi là Labakan, người trong hoàng thân Selim ở xứ Alexandria. Đang đi du lịch để biết đó đây. Vậy là chúng ta có duyên, cùng nhau đến kinh thành nha, anh Labakan. Tôi đến kinh thành Seru vì sở thích phiêu lưu. Thế còn anh Oma thì sao? Chẳng giấu gì anh, tôi đến Seru là để tìm cha ruột của mình, là đức vua xứ Seru, tổng trấn Elphi, chỉ là cha nuôi của tôi. Trước khi lâm chung, người đã cho tôi biết hết sự thật. Vậy anh là một hoàng tử lưu lạc sao? Có điều gì bí mật trong cuộc sống của anh sao? Khi tôi sinh ra, có một lời tiên tri rằng tôi sẽ trở thành mối hiểm họa cho vương quốc nếu ở lại cung điện. Cha tôi đã giao tôi cho tổng trấn thành Cairo tên là Elphi Bay nuôi dạy, với lời giao hẹn chỉ được trở về cung sau năm 21 tuổi. Tôi có một tín vật để nhận cha, là phiến đá phát sáng chữ O qua thung lũng bên kia. Vào ngày trăng tròn tháng này, cha tôi sẽ đón tôi. À, thì ra là vậy. Trời, đúng kia rồi. Đúng là viên đá khắc chữ O mà hắn nói. Cuộc gặp gỡ bên kia dãy núi đang chờ ta. Từ giờ, ta sẽ ban thân phận Oma. Viên ngọc của mình. Labakan, Labakan. Người mà ngài cần tìm chính là tôi đây. Con trai, hãy ôm lấy người cha già của con. Hỡi Oma, con trai yêu quý của ta. Cha, chính là cha đó sao? Hoàng tử Oma Giá Lâm, đức vua Giá Lâm, chúc mừng người đã được hội ngộ cùng hoàng tử. Trời ơi, giấc mơ bấy lâu nay của ta đã trở thành hiện thực rồi. Hãy dừng lại, đừng để bị lừa dối bởi một tên liều lĩnh. Ta mới chính là hoàng tử Uma. Xin phụ vương đừng để bị lừa dối bởi gã lừa đảo kia. Con biết anh ta rất rõ, đó chính là tên thợ may khờn khạo Labakan ở xứ Len. Hắn ban đầu là người bạn đường của con, nhưng đã nảy sinh ý định ăn cắp tín vật của con, may mà bị con phát hiện. Một tên thợ may mà dám ngông cuồng đến thế sao? Bắt lấy hắn cho ta. Xin ngài hãy nghe tôi kể rõ mọi chuyện. Tôi không phải là thợ may nào cả. Tôi là hoàng tử con trai người. Chúng ta mới là kẻ lừa đảo. Hỗn xược, lời nói về điện xử tội. Ôi, con của ta. Ông ma của chúng ta đúng không thưa bệ hạ? Chính là U Ma mà nàng mong được gặp ngày đêm đó. Con đã trở về với chúng ta rồi. Không, không, tất cả mọi người nhầm rồi. Ta mới là U Ma, ta mới là U Ma đây. Kẻ ngông cuồng này, có biết đây là đâu không hả? Dám nói những lời hàm hồ trước mặt nước vua và hoàng hậu. Hả? Chuyện là sao? Ai là hoàng tử U Ma trong hai người này? Đây là U Ma của chúng ta. Con đã trở về và có mang theo phiến ngọc làm vật chứng. Và khi đưa phiến ngọc cho ta, con đã nói lại những lời xác nhận mà chỉ có Elphi, người bạn già quá cố của ta và là người cha nuôi đáng kính của con mới biết được thôi. Còn dưới kia chỉ là một tên thợ may giả mạo to gan mà thôi. Ta sẽ xét hỏi và trừng trị hắn thích đáng. Nhưng mà nếu như chỉ dựa vào viên ngọc, liệu có giúp chúng ta nhận ra con trai thật sự của mình không? Muốn biết đâu là hoàng tử thật sự thì những người có liên quan hãy đi theo luồng sáng. Trời ơi, chính là giọng nói của vị tiên tri đã đoán định số phận của Oma lúc mới sinh ra đây mà. Oma và kẻ tự xưng là Oma, mau theo ta và hoàng hậu bước theo luồng sáng kia. Những gì cậu ta biết
mình đều biết. Đến phút này rồi còn sợ hãi gì nữa? Tiên tri thì làm gì khi không có bằng chứng nào? Cái chính là đức vua đang ủng hộ ta kìa. Giờ ta là hoàng tử thực sự rồi. Người chính là vị tiên tri đỡ đầu của Ô Ma. Cảm ơn người một lần nữa xuất hiện giúp chúng tôi. Đúng vậy, ta là tiên đỡ đầu của hoàng tử. Nay ta có trách nhiệm phải tìm ra hoàng tử đích thực. Hai người thanh niên kia đều nhận mình là hoàng tử. Vậy hãy nhìn tấm vải khổng lồ trước mặt của hai cậu đi. Bằng tấm vải và những dụng cụ may vá này, hai người phải tạo hình cho ra được một chiếc mũ vương miện. Hoàng tử là người kế nhiệm tương lai, cần có đủ sự tinh tế cần thiết để tạo nên một chiếc vương miện chính mình đội sau này. Hãy làm ngay đi, coi như đây là thử thách đầu tiên cho hoàng tử đích thực vậy. Labakan như cá gặp nước, nhìn thấy vải, thấy kim khâu là mắt anh sáng rực. Với tài may trời phú, dù mảnh vải có lớn, có mềm, anh ta vẫn có cách để dần định hình may lên một chiếc vương miện tuyệt đẹp, khiến tất cả phải sửng sốt. Trái với Labakan, Oma thật sự hết sức lúng túng với tấm vải khổng lồ. Với kim chỉ, thước kéo, chàng quyết định không làm gì cả để khỏi lãng phí vải vóc. Vương miện của tôi đã được hoàn thành. Ai có phận đó, và dường như ngươi rất xứng đáng với việc may vá. Còn không mau thú nhận tất cả đi, nếu không ta e là cái vương miện ảo tưởng ấy sẽ thiêu cháy nhà ngươi đấy. Thả tôi ra, thả tôi ra, gỡ cái vương miện quái quỷ này ra đi. Lại đi, tôi là thợ may, tôi là thợ may Labakan. Hoàng tử thực sự chỉ được học thi ca, triết học, luật pháp, được rèn luyện cưỡi ngựa, phóng lao, đánh kiếm, chứ không được dạy may vá. Đức vua và hoàng hậu hãy đến nhận con trai của mình đi. Còn anh chàng này thì tùy đức vua xử trí. Đường cung điện, hãy đi thẳng về phía bìa rừng. Còn muốn kẻ giả mạo kia bị trừng trị ra sao? Một kẻ thợ may mà không muốn dùng kim chỉ, lại nổi lòng tham muốn đội vương miện trên đầu. Thưa hoàng tử, người có thể tha thứ cho tôi chăng? Tôi đã quá hồ đồ khi rời xa kia kim sợi chỉ của mình, mơ tưởng những thứ xa vời không thuộc về mình. Trung thực với bạn bè và phải biết khoan dung độ lượng với sai lầm của kẻ khác, đó là phương châm của người dân xứ Seru. Ta cũng không ngoại lệ. Nhìn cách ngươi dệt múa trên tấm vải khổng lồ thì ta hiểu ngươi là một tài năng may vá thật sự. Ta chúc người lên đường bình an. Hãy nghiêm túc tiếp tục với công việc của mình. Hoàng tử, tạ ơn người. Labakan từ bỏ giấc mơ huy hoàng ngắn ngủi, rời khỏi kinh thành Sedu với chiếc vương miện cháy gốc như một lời nhắc nhở mình từ bỏ sự mơ mộng hão huyền. Không rõ anh ta có về lại tiệm may cũ hay không, nhưng có một điều chắc chắn, kể từ đó anh tự hào khi được gọi tên là anh thợ may Labakan. Viên xương khớp Serbi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Serbi nhập khẩu bởi Sâm Vật Ma. Sự tích Hoa Bồ Công Anh. Ngày xưa, vào thời kỳ các quốc gia trên thế giới bắt đầu được hình thành, tất cả đều sục sôi khí thế đấu tranh, xây dựng vị thế vững mạnh cho quốc gia. Trong một quốc gia nọ, một vị vua có hai người con trai. Cả hai đã đến tuổi trưởng thành và đều văn võ song toàn. Vì thế mà vua cha rất phân vân, không biết nên truyền lại ngôi báo cho ai. 18 năm ôn văn luyện võ, vậy các con cho ta hỏi, ước nguyện lớn nhất của các con là gì? Dạ thưa cha, ước nguyện lớn nhất của con là rèn giũa cốt cách, trở thành một vị vua anh minh, được lòng muôn dân ạ. Dạ, thưa phụ hoàng và mẫu hậu, ước nguyện lớn nhất của con chính là được chinh phục muôn nơi, cai trị muôn dân, thống lĩnh nhiều vùng đất ạ. Ta rất vui vì các con bắt đầu có ý thức về trọng trách của mình. Vì vậy, này ta gọi các con tới đây là có chuyện quan trọng muốn nói. Ngày hôm nay phụ hoàng và mẫu hậu gọi chúng con tới, có điều gì muốn dạy bảo ạ? Cũng đã đến lúc ta cần truyền lại ngôi vua. Nhưng ta lại có hai người con trai mà ai cũng tài giỏi,
nên ta vẫn còn rất phân vân. Chính vì lẽ đó mà ta sẽ đưa ra cho các con một thử thách. Nếu ai giành chiến thắng thì ta sẽ truyền ngôi lại cho người đó. Nay ở phía biên giới đang xảy ra cuộc hỗn chiến tranh giành đất đai giữa ta và các nước láng giềng. Vì vậy, một đứa thì hái về đằng đông, một đứa thì đi về phía tây. Trong vòng 2 tháng, nếu ai dẹp được phản loạn và được lòng muôn dân vùng đó thì đó là người chiến thắng, và đương nhiên sẽ được truyền ngôi báu. Hả? Người định đẩy hai con của chúng ta vào chỗ chết à? Ngoài đó, chiến trận hỗn loạn, nguy hiểm như thế. Thân làm trai, cần xông pha chiến trận. Ta mong các con không phụ lòng ta. Dạ thưa vâng. Này vương quốc có giặc, lúc này việc quan trọng là làm sao dẹp được loạn, mang lại bình yên cho dân. Còn việc truyền lại ngôi báu cho ai, xin vua cha hãy khoan. Tốt lắm. Sáng sớm mai các con lên đường, hãy nhớ thật kỹ những điều ta căn dặn nha. Thưa vua cha, chúng con xin vâng. Hãy chiến đấu hết mình vì sự bình yên của vương quốc này. Vâng lệnh vua cha. Hai thái tử người về đằng đông, kẻ về đằng tây, cả hai đều hừng hực khí thế chiến thắng, khao khát lập chiến công để được vua cha truyền lại ngôi báu. Hỡi các quân lính, tình hình chiến trận ở vùng biên giới của vương quốc ta đang rất căng thẳng. Vì vậy, ta mong các người hãy cùng ta đồng tâm, đồng lòng chiến đấu hết mình để bảo vệ bờ cõi vương quốc này, lấy lại bình yên cho muôn dân. Các người đồng ý chứ? Chúng ta sẽ vâng. Bây giờ, người hãy cùng ta đi thăm dò binh tình bên kia xem thế nào. Lúc đó ta sẽ có phương hướng đánh địch cụ thể. Buồn tàu thái tử, không nên mạo hiểm như vậy. Quân địch bên kia hung hãn như vậy, bây giờ người đi, nếu chẳng may có mệnh hệ gì thì quân ta khác gì rắn không đầu. Vậy chi bằng hãy để tôi cùng một số lính khác đi thay ngài. Thần làm tướng, đã đứng ở đây thì còn điều gì khiến ta sợ hãi nữa chứ. Nào, chúng ta cùng đi thôi. Các người nghe đây, ta ra lệnh, trong vòng 2 tháng hãy dẹp tan phản loạn, lấy lại bờ cõi. Nếu không, tính mạng của các ngươi sẽ khó mà đảm bảo. Hả? Chỉ 2 tháng làm sao có thể? Quân địch hung hãn như vậy. Im lặng. Tất cả các tướng và quân lính nghe đây, ai có ý rút lui hoặc thoái chí thì lập tức chém đứt đầu. Các người thấy không, cuối cùng thì chúng ta đã đánh bại được quân thù. Đổi lại biết bao xương máu của quân lính đã đổ xuống đây. Đã xông pha trận mạc thì phải chấp nhận gian khổ, khó khăn, thậm chí là cả tính mạng của mình. Chào mừng con đã trở về bình an và đem lại tin vui thắng trận cho vương quốc. Còn hoàng huynh của con, tin thắng trận cũng chưa về sao? Vậy thì ngôi vị này... Con và quân lính đã mệt mỏi sau một trận chiến dài, nên hãy nghỉ ngơi đi. Con chuyển truyền ngôi, đợi tin của anh con rồi cha sẽ tính. Vậy là cuối cùng trận chiến đã kết thúc. Từ hôm nay, muôn dân được sống trong thái bình thịnh vượng. Công lao lớn nhất thuộc về các ngươi. Các ngươi chính là những vị anh hùng của vương quốc này. Để có được chiến thắng này, công lao lớn nhất thuộc về thái tử. Thái tử muôn năm. Công lao của ta có đáng là gì so với sự hy sinh của quân sĩ? Hãy truyền mệnh lệnh của ta, ban thưởng tới những người có công. Thái tử an minh. Cả hai cùng giành chiến thắng trong trận chiến này. Thậm chí còn đã giành chiến thắng trước hoàng huynh. Vậy tại sao người được suy tôn, được truyền ngôi lại không phải là nhi thần chứ? Nhi thần không phục. Con không phục chỗ nào? Con đã quên lời ta nói trước khi hai con lên đường rồi sao? Trong vòng 2 tháng, nếu ai dẹp được phản loạn và được lòng muôn dân vùng đó thì đó là người chiến thắng, và đương nhiên sẽ được truyền ngôi báu. Kết quả là dù con đã đánh bại kẻ thù, giành chiến thắng, nhưng con đã thất bại trong lòng muôn dân. Đó là vì trong con khao khát thống trị quá lớn, dân chúng lại không thấy tình yêu thương nơi con dành cho họ. Như vậy làm sao họ nghe theo con được? Con không thấy sau khi hoàng huynh của con chiến thắng, tinh thần muôn dân phấn khởi, ai cũng ủng hộ và bày tỏ sự tin tưởng đối với anh con hay sao?
để cai trị và mở rộng lãnh thổ quốc gia thì chỉ có thể dùng bạo lực. Còn cứ kiểu nhu nhược như hoàng huynh thì mãi mãi vương quốc ta cũng chỉ nhỏ như một dấu chấm trên bản đồ mà thôi. Rồi con sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy đã sai lầm khi không tin tưởng con. Hận thù với ai chứ? Với máu mủ của mình thì không nên con ạ. Ở vương quốc này con không thể thực hiện được ước nguyện của mình khi người được truyền ngôi báo không phải là con. Vậy thì con sẽ đi. Nếu con đã quyết định như vậy thì từ hôm nay ta sẽ coi như không có con. Nhất định sau này ta sẽ trở về trả thù, chiếm lấy vương quốc này, lấy lại những gì đáng lẽ sẽ thuộc về ta. Trải qua biết bao mùa mưa nắng, đi qua biết bao nhiêu ngôi làng với hàng ngàn trận đánh, thái tử đã thiết lập đội quân riêng cho mình, thành lập quốc gia riêng và không ngừng làm quốc gia đó trở nên hùng mạnh. Nhiều năm sau, hoàng đế muôn năm, hoàng đế muôn năm. Thời gian dần trôi, cũng đã đến lúc thái tử quay trở về thực hiện lời thề năm xưa của mình. Giờ ta sẽ trở về quê hương, ta muốn vua cha và mẫu hậu nhìn thấy thành quả hôm nay của ta. Thôi được rồi, trời đã tối nên các ngươi hãy dừng chân ở đây đi, sáng sớm mai chúng ta tiếp tục lên đường. Tuân lệnh. Dạ xin kính mời quý khách vào trong ạ. Dạ xin kính mời quý khách ngồi. Quý khách dùng gì để tôi mang lên ạ? Ở đây có những món ngon nào mang lên hết cho ta? Dạ, quán chúng tôi chỉ còn đậu phụ, cá kho và cái xào thôi ạ. Được rồi, người hãy mang lên đi và chuẩn bị thêm đồ ăn cho quân lính của ta nghỉ ngoài kia. Tàu Đức Vua, lần này trở về quê hương, chắc chắn ngài sẽ khiến cả vương quốc phải quỳ rạp dưới chân của ngài. Không có một đất nước nào dám chống lại những đội quân tinh nhuệ nhất của ta. Cha ăn đi cha, đậu ngon lắm ạ. Cha no rồi, còn với em ăn đi. Lâu lắm rồi, ta mới nhìn thấy những món này. Chỉ có ở vùng sông nước này, rau cải mới có vị đắng sức đặc trưng. Nhưng một lúc sau, lại thấy hương vị ngọt ngào động lại ở cuốn lưỡi. Ngài thật là am hiểu, chắc ngài đã xa quê cũng đã lâu. Cũng khá lâu rồi. Đối với người xa xứ, cứ nhìn vầng trăng kia, đâu cũng là quê hương. Cứ nhìn vầng trăng kia, đâu cũng là quê hương ư? Dạ. Lão chỉ vô tình nói ra một câu, lẽ nào chạm đến tâm tư của ngài. Vầng trăng ấy đã cùng tôi lớn lên, cùng tôi đi qua biết bao ngôi làng, bao trận chiến. Dù ở đâu thì cũng là vầng trăng ấy. Nhưng tiếc là bây giờ tôi chẳng thể ngắm nó ở nơi tôi sinh ra. Còn nhiều điều khiến con người ta tiếc nuối lắm. Hồi ấy tôi mới 18 tuổi, đất nước có giặc ở vùng biên giới. Vua cha chả cử hai anh em ta đi dẹp loạn, giành lại bờ cõi. Ai giành được chiến thắng sẽ được truyền ngôi báo. Trước đây lão cũng nghe nói do không được truyền ngôi báo nên thái tử thứ đã phải rời bỏ quê hương. Đúng, ta chính là thái tử đó đây. Thật thất lễ, lão thật là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mong ngài thứ tội. Không sao, ngươi hãy đứng dậy đi. Bây giờ đại còn có ý định quay về trả thù không? Thật ra ta đang trên đường cùng quân lính trở về để thực hiện lời thề năm xưa của mình. Nhưng bây giờ ta thật xấu hổ. Ngài đã thay đổi ý định sao? Đúng vậy, bước chân vào đây được nhìn thấy cảnh gia đình nghèo nhưng hạnh phúc bên mâm cơm giản dị, tình cờ nghe được những lời lão nói, ta càng thấm thía hơn nỗi mất mát của mình. Nỗi mất mát ư, thưa ngài? Đúng vậy, khi còn là tuổi trẻ, ta cũng ấp ủ bao nguyện ước cần phải thực hiện. Ta đã đi qua biết bao nhiêu ngôi làng với hàng ngàn trận đánh, đã thiết lập đội quân riêng, quốc gia riêng cho mình. Ta đã đứng đầu muôn dân trong quốc gia hưng thịnh, phát triển. Ta có một quân đội hùng mạnh, máu chiến, đi tới đâu tiếng vang tới đó.
Thế nhưng, suốt cuộc ta đã đánh mất rất nhiều điều. Quan trọng nhất đó là gia đình máu mủ, là những người ta yêu thương. Người có thể giúp ta thực hiện nguyện ước cuối cùng này được không? Đó là khi ta chết, hãy chôn ta ở nơi cánh đồng thảo nguyên rộng lớn ở quê ta. Ta muốn linh hồn ta được về với quê hương, để trở về với nơi ta sinh ra. Dù ta ở đâu, bay xa đến đâu, cũng sẽ có một ngày ta trở về mảnh đất đó thôi. Ta muốn gửi muôn phần hồn ta vào gió, phần theo cha, phần gửi mẹ, phần gửi người ta yêu, phần gửi những người ta đã lỡ hẹn, gửi những người cho ta là không đúng. Mỗi phần hồn là một lời nguyện cầu, nơi ta đến có nụ cười, có cả nước mắt. Vâng, thưa hoàng đế. Ít lâu sau, vị hoàng đế băng hà. Theo lời căn dặn, người dân ở vương quốc của ông đã đưa ông trở về thảo nguyên rộng lớn nơi ông sinh ra. Không bao lâu, nơi ông được chôn cất mọc lên một loài hoa. Loài hoa lạ khi nở hoa trông như những chiếc răng của loài sư tử. Khi hoa tàn, những cánh hoa bay theo làn gió. Những cánh hoa tựa như những cây hoa thu nhỏ, dựa mình theo gió mà bay. Sau này, nhân gian gọi đó là hoa Bồ Công Anh, loài hoa gửi gắm những lời nguyện ước. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.